Những buổi tập vào giữa trưa nắng 38-40 độ C tại Việt Nam chính là bước làm quen đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với điều kiện thời tiết tại Dubai. Và khi sang tới nơi, các tuyển thủ đã không bị ngộp bởi tiết trời khắc nghiệt lên tới 45 độ C ở cả ngày lẫn đêm. Thi đấu được ở điều kiện này cần phải có được sự tích lũy thể lực rất lớn. Thầy Bắc cũng đã tập luyện cho em thích nghi khung giờ để gần rộng với thi đấu rồi thì để cho em thích nghi dần dần rồi. Đội tuyển Việt Nam đã được VFF tạo điều kiện sang Dubai sớm trước cả một tuần, được ăn ở trong khách sạn đẳng cấp 5 sao với những món ăn Việt để hợp khẩu vị với từng cầu thủ. Thậm chí khi sang khách sạn do AFC bố trí, VFF cũng đã làm việc từ trước để có thể được tạo điều kiện tốt nhất về ẩm thực và điều kiện sinh hoạt cho các tuyển thủ. Liên đoàn cũng đã lên sớm kế hoạch và đã làm việc chặt chẽ với nước chủ nhà cũng như các đối tác để có một sự chuẩn bị thật kỹ càng, chú đáo, phục vụ tối đa, mang những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển để các cầu thủ hoàn toàn có thể yên tâm để thực hiện các cái vấn đề về chuyên môn. Và chúng tôi cũng hướng đến những cái sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị về mặt cơ sở hạ tầng, sân bãi, rồi các cái lịch di chuyển cũng được tính toán một cách rất là kỹ lưỡng với cái sự tham khảo trực tiếp từ huấn luyện viên trưởng của các đội để các cầu thủ chúng ta luôn luôn có một cái điều kiện để phát huy về chuyên môn. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng qua những cái giải đấu cũng như những cái sự kiện thì có thể nói rằng là mọi cái sự thành công nó đều xuất phát từ khâu chuẩn bị. Với hơn 1 tấn thiết bị được mang theo, giúp ban huấn luyện có thể tạo ra nhiều bài tập hấp dẫn và sinh động, giúp các cầu thủ vượt qua rào cản tâm lý bị cách ly để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu. Chính điều này đã giúp toàn đội chơi thăng hoa với thắng lợi 4-0 trước Indonesia, vượt qua Malaysia 2-1 và khiến chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất toát mồ hôi ở những phút cuối. Tấm vé góp mặt ở vòng sơ loại thứ 3 chính là chiến quả ngọt ngào sau những nỗ lực, quyết tâm, tinh thần không bỏ cuộc và cả những sự chuẩn bị chu đáo của ban huấn luyện cũng như VFF. Đây sẽ là nền tảng để chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho 10 trận đấu sắp tới ở vòng sơ loại thứ 3. Giấc mơ World Cup sẽ không còn xa nếu chúng ta luôn chuẩn bị tốt cho mỗi chiến thắng.